Chào các bạn, mình là Hằng Sketchnote. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Quản lý nghiệp của Michael Roach, Lama Christie và Michael Jordan. Cuốn sách nhỏ này gửi đến các bạn một cách thức hoàn toàn mới mẻ, giúp bạn thành công trong mọi công việc, dự án của mình thông qua 8 quy luật. 8 quy luật của quản lý nghiệp là gì? Hãy cùng mình khám phá nhé! Luật thứ nhất là ngưng làm những việc không hiệu quả. Liệu chiếc xe của bạn sẽ chạy tốt vào lúc bạn cần nó để đi làm? Ngay cả khi chiếc xe hoạt động rất tốt vào tối hôm trước, thì bằng kinh nghiệm, bạn biết rằng bạn không thể nói chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động tốt vào sáng nay. Từ trước đến nay, tất cả những gì chúng ta làm đều là một trò chơi may rủi. Chúng ta không biết chắc chắn rằng lựa chọn điều A hay điều B sẽ đúng. Chúng ta chỉ hy vọng là nó sẽ tốt đẹp. Hãy ngừng làm những việc không hiệu quả, tiến tới quản lý nghiệp để nắm được cách thức chắc chắn hiệu quả 100%. Luật thứ hai là tìm nguyên nhân của những nguyên nhân. Bạn vặn chìa khóa và chiếc xe của bạn nổ máy. Chìa khóa có vẻ như là nguyên nhân làm chiếc xe nổ máy, nhưng nguyên nhân thật sự là nguồn điện, ắc quy khiến chìa khóa làm chiếc xe nổ máy. Tương tự như vậy, nếu một cuộc gọi điện giúp bạn tạo ra một thương vụ, không có nghĩa là vì cuộc gọi đó. Điều thật sự xảy ra, nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là nghiệp. Nghiệp đơn giản là bất cứ thứ gì bạn làm, nói hay suy nghĩ. Bất cứ điều gì bạn làm rồi cũng sẽ quay trở về với bạn. Nghiệp chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Luật thứ ba là xác định những đối tác tâm linh trong kinh doanh. Làm thế nào để ứng dụng hiệu quả nghiệp vào trong kinh doanh? Sự thật về cách thức nghiệp vận hành là chúng ta chỉ có thể có được điều mình mong muốn bằng cách mang điều đó đến cho người khác trước. Các đối tác tâm linh trong kinh doanh chính là điều cốt lõi của quản lý nghiệp. Đó chính là những người mang đến kết quả như bạn mong muốn. Họ sẽ khiến nghiệp được vun trồng trong tâm trí bạn. Vì thế, nó có thể quay trở lại như những cơ hội thành công mà bạn thấy mà người khác không thấy. Có 4 nhóm đối tác tâm linh trong kinh doanh, đó là đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và thế giới. Bạn cần phải cố gắng nỗ lực để khiến họ thành công, và rồi sau đó, công việc của bạn cũng thành công. Bạn không cần phải lo lắng, thậm chí bạn không cần phải nghĩ nhiều về điều đó. Luật thứ tư là hãy bắt đầu từ chính bản thân bạn. Mối quan hệ của bạn với các đối tác tâm linh trong kinh doanh có thể được tóm gọn trong bảng với 4 nhóm này ở ngoài bản thân tôi, và tôi là ở giữa. Một điều bạn có thể nhận ra ngay, mọi thứ phải bắt đầu từ bạn. Sẽ chẳng có tiếng vọng nào quay trở lại nếu bạn không tạo ra một âm thanh nhỏ nhất nào. Nhưng giờ hãy nghĩ lại xem, nếu một thứ riêng biệt từng xảy ra với tôi là một tiếng vọng từ một điều gì đó mà tôi đã làm cho người khác, thì sau bạn chính là tôi. Một cái tôi thật sự là một cái tôi lớn, cái tôi bao gồm tất cả mọi người xung quanh. Bạn sẽ dễ dàng giúp người khác thành công một khi bạn có thể phá vỡ được rào cản coi người khác là tách biệt với bạn. Chính vì vậy, bạn cần giữ cho bản thân bạn hài hòa về cả thể chất, tinh thần và cảm xúc. Chương trình 7 điểm sẽ giúp bạn làm điều đó. Chương trình 7 điểm bao gồm tập yoga, thiền định, thực hành những phẩm hạnh cá nhân, liên tục học hỏi, phục vụ, ăn uống hợp lý, và cuối cùng là thư giãn và nghỉ ngơi. Hãy đảm bảo bạn luôn tươi mới và sáng suốt. Luật thứ 5 của quản lý nghiệp là ngưng ra quyết định. Quyết định ra đời từ sự không chắc chắn về sự may rủi. Mỗi khi bạn quyết định, bạn không thể nào chắc chắn rằng quyết định đó có đúng hay không. Mỗi lần bạn đứng trước sự phân vân và phải đưa ra một quyết định về dự án hay cuộc đời bạn, bạn đã thất bại rồi, kể cả nếu bạn đưa ra quyết định và nó có hiệu quả. Nếu bạn đã thực hiện quản lý nghiệp một cách đúng đắn, những sự kiện đương nhiên sẽ hiệu quả mà không cần quyết định. Vậy, làm sao để tôi biết liệu tôi đã thực hiện quản lý nghiệp một cách đúng đắn hay chưa? Câu trả lời nằm ở luật thứ 6 của quản lý nghiệp, lắp ghim cho chiếc dập ghim của bạn. Khi bạn thật sự cần một chiếc dập ghim, bạn không đứng đó với chiếc dập ghim màu đỏ trên tay này, chiếc dập ghim màu xanh trên tay kia và cố gắng quyết định xem chiếc dập ghim nào dùng được. Vấn đề không nằm ở màu sắc của chiếc dập ghim, vấn đề nằm ở chỗ bạn chỉ cần biết là chiếc nào đã được lắp ghim, cái đó sẽ dùng được. Hãy ngừng ra quyết định bởi chúng chẳng mấy tác dụng. Hãy bắt đầu gài trước cho những hành động của bạn. Chúng luôn hữu ích. Bởi trong quản lý thế giới bằng nghiệp quả, không hành động nào bị bỏ qua, chắc chắn bạn gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Vậy làm thế nào để tôi gài trước cho hành động của mình? Bất cứ hành động nào bạn làm để các đối tác tâm linh trong kinh doanh của bạn thành công, chắc chắn sẽ tạo ra thành công cho bạn. Trong bất cứ điều gì bạn làm, trong bất cứ việc gì bạn quyết định. Luật thứ 7 của quản lý nghiệp là những khó khăn giúp bạn vươn xa hơn mong đợi.
Giả sử anh chàng tên Frank, người luôn phàn nàn và không đồng ý với cách làm của bạn. Bạn biết điều này sẽ gây tổn hại đến tinh thần của đồng đội và gây nguy cơ đe dọa việc bán hàng của cả đội nhóm. Giải pháp là loại bỏ Frank, sẽ không còn lời phàn nàn nào nữa. Vấn đề ở đây là những gì đang diễn ra ở tầng có vẻ thật. Thực tế, sự phàn nàn của Frank không phải từ trên trời rơi xuống. Nó bắt đầu từ sự phàn nàn của chính bạn trong quá khứ. Đó là những gì diễn ra ở tầng thật sự. Bạn có thể loại bỏ Frank, nhưng 2 tuần sau sẽ xuất hiện những lời phàn nàn đến từ Elise, một thành viên khác trong đội nhóm. Cách duy nhất hiệu quả là hãy nhổ cỏ tận rễ, hãy loại bỏ nghiệp quả. Sẽ không còn Elise hay Frank xuất hiện nữa. Nghiệp quả vận hành giống như những chiếc máy bay. Trước khi biết đến quản lý nghiệp, bạn đã làm không ít hành động ngăn cho các đối tác tâm linh trong kinh doanh của mình thành công. Không có điều gì mất đi, dù tốt hay xấu, những hạt giống được gieo trồng trước đó, như những chiếc máy bay xếp hàng, dài trên đường bay vô thức, chúng chuẩn bị cất cánh trước. Thực tế hiển bày để mỗi người nhận được chính xác những gì họ xứng đáng và đúng thời điểm. Đã quá muộn để ngăn hạt giống nảy mầm, nhưng bạn có thể đón nhận chúng. Những vấn đề là bạn hữu và chúng sẽ đưa bạn đi xa hơn mong đợi. Luật thứ 8 là tái đầu tư nghiệp. Bạn đã thành công trong dự án kinh doanh của mình, những hạt giống bạn gieo giúp đối tác tâm linh của bạn thành công giờ đã trở về với bạn. Vấn đề ở chỗ, tất cả các hạt giống sẽ lụi tàn sau khi tạo ra kết quả. Cách để duy trì sự thành công cho bạn hay công ty của bạn là hãy tái đầu tư hạt giống. Hãy trích một phần đáng kể lợi nhuận thu về từ thành công của bạn và đem tặng cho những đối tác tâm linh để họ liên hoan, nhằm bày tỏ lòng biết ơn của bạn. Những hạt giống thành công đầu tiên, dù đang lụi tàn cũng sẽ được thay bằng những hạt giống thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Bằng việc này, bạn sẽ tạo ra một vòng quay phản hồi nghiệp quả không ngừng tiến về phía trước. Hãy bắt đầu thực hành 8 quy luật của quản lý nghiệp vào một dự án bất kỳ bạn đang thực hiện và bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì hiệu quả của nó. Thực hành nhuần nhuyễn 8 quy luật của quản lý nghiệp chắc chắn sẽ giúp bạn khai mở thành công cá nhân và thịnh vượng tài chính theo cách bền vững nhất. Trên đây là bản tóm tắt sách bằng sketchnote của mình với cuốn Quản lý nghiệp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các